Thưa quý vị, sáng nay một chuyến bay quân sự xuất phát từ Hà Nội sẽ đưa thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu vào hỗ trợ người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Ngân có mặt tại sân bay quân sự Gia Lâm sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Kính chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại sân bay quân sự Gia Lâm. Ở thời điểm này thì tổ bay cũng như là các cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 918 thì đang chuẩn bị những cái bước cuối cùng cho chuyến bay ngày hôm nay. Chuyến bay sẽ đưa hàng hóa, lương thực, thực phẩm vào cho người dân thành phố Hồ Chí Minh ngay trong sáng ngày hôm nay. Hàng hóa thì đã được đóng thành thùng, ở trong đó là lương thực, thực phẩm, khẩu trang, quần áo bảo hộ. Và ở thời điểm này thì ở trên những cái thùng hàng thì đều có những cái lời nhắn gửi tới người dân miền Nam. Chuyến bay ngày hôm nay thì có 5 thành viên, có nhiều phi công cũng như cán bộ chiến sĩ thì đã dày dặn kinh nghiệm bay. Và ở đây là một trong những phi công như vậy. Vâng, anh ạ, chuyến bay ngày hôm nay là một chuyến bay như thế nào với anh ạ? Chuyến bay ngày hôm nay là chuyến bay rất đặc biệt đối với bản thân mình. Mình được chở hàng để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh trong lúc đang dịch căng thẳng. Mình cũng được góp một phần nào để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh thì tổ bay sẽ có nhiệm vụ như thế nào? Sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ kết hợp với phường và quận ở gần sân bay để nhờ các bạn để hỗ trợ, để chở ra, để hỗ trợ cho, giúp cho thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và cảm xúc của anh lúc này thế nào? Cảm xúc của chúng tôi là nay cũng rất là hồi hộp và cũng rất là nhiều cái việc rất là khó nói trong hình thức. Vâng ạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thưa quý vị khán giả, thì hôm nay chuyến bay thì sẽ chỉ còn vài phút nữa thôi thì sẽ cất cánh, sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Một chuyến bay mà sẽ mang theo rất là nhiều yêu thương gửi tới người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyến bay sẽ hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, và ngay sau đó thì lực lượng quân đội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa những cái hàng hóa cũng như những món quà này tới tận tay nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Và xin kính chào quý vị khán giả.